Chào các anh em, chia sẻ cách nối rẽ nhánh cái dây điện mềm có lỗi nhiều sợi, tiếp điện tốt và chắc chắn. Chúng ta sử dụng cái dao rọc giấy bóc cái vỏ nhựa của sợi dây điện ở cái vị trí cần rẽ nhánh ra. Ở bên cái đầu dây điện cần nối vào, chúng ta tách cái vỏ bọc khoảng 5 cm. Đặt cái lỗi đồng này nằm xuống phía dưới và đánh vòng qua. Đánh móc qua một vòng như thế này. Rồi bây giờ xoắn theo cái lỗi đồng này ha. Xoắn chặt vào. Làm như vậy nó rất là chắc chắn và tiếp điện tốt. Chia sẻ cách nối dây điện mềm có lỗi nhiều sợi chắc chắn và tiếp điện tốt. Tách cái vỏ bọc của sợi dây điện ở vị trí cần rẽ nhánh. Tách vỏ bọc của cái sợi dây điện cần nối. Cái đầu dây này chúng ta chia hai phần dây đồng ra. Và cái ruột này chúng ta cũng tách. Tách hai ra. Lồng cái phần lỗi đồng này vào như thế này. Rồi xoắn lại. Một phần xoắn qua bên trái, còn một phần thì xoắn qua bên phải. Sau khi chúng ta xoắn cái lỗi đồng về hai bên thì cái mối nối nó chắc như thế này. Tiếp điện rất là tốt. Tạm biệt các bạn.